Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Dê, mình là Amika đây. Ngày hôm nay thì mình đang có trên tay là chiếc Galaxy S22. Thật sự là đã ra mắt từ hồi đầu năm nhưng mà đến bây giờ mình mới được trên tay cái phiên bản cực kỳ bé và đáng yêu như thế này. Trước khi đi vào chi tiết video test game thì mình cũng xin cảm ơn Hoàng Hà Mobile đã hỗ trợ cho mình chiếc máy này để thực hiện video. Mọi thông tin chi tiết các bạn cứ kích vào đường link phía bên dưới mô tả video để tham khảo nhé. Quay trở lại với nội dung chính video, đó chính là về điểm số Snapdragon 8 Gen 1 trên Galaxy S22 rất là cao, lên tới là khoảng 900.000 điểm. Đây là mặt bằng chung những cái con chiếc Snapdragon 8 Gen 1 cũng như Dimensity 9000 đang có bây giờ. Ok, như vậy mình đã vào game rồi các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành là show cho các bạn xem về cái phần đồ họa. Với cái chiếc máy này thì chúng ta biết rằng là nó đang được trang bị con chip Snapdragon 8 Gen 1 và đồ họa thì mình cũng chỉ để ở mức là cao 60fps thôi. Đấy. Còn FPS thì nó sẽ ở bên góc màn hình ở đây. Rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành là vào game luôn các bạn nhé. Đây là cái phiên bản One UI mình đã cập nhật mới nhất rồi, nên nó sẽ không còn hiện tượng bóp hiệu năng nữa đâu. Như các bạn có thể thấy được rằng là FPS nó sẽ thiếu ổn định hơn kha khá so với lại con chip Dimensity 9000. Thật sự là như thế các bạn à. Nó gần như là không lên được 50 luôn, trên 50 hoặc là 60 vào cái giai đoạn đầu như thế này. Đó, đây vừa mới nói xong nó lên được này. Rất ít khi lên được 60fps. Đấy, đại đa số là khi mà chạy ngoài đồng như thế này chỉ còn khoảng là 30 đến 40 thôi. Này, 36, 39 này. Xuống 27 luôn này. Chứng tỏ một điều rằng là về phần hiệu suất trên cái chiếc Galaxy S22 này gần như được xem như là kém nhất. Đấy. Như này thì làm sao mà bằng Dimensity 9000 được. Ok. Rất là lag luôn. Drop xuống dưới 30 các bạn ạ. Còn có 26 thôi. Gần như rất là lag. Đấy các bạn có thể thấy này, Snapdragon 8 Gen 1 đây. Hai mươi lăm rất thường xuyên luôn, 21, 22 này. Nhiệt độ bây giờ mình thấy đã rất nóng rồi. Nói chung chơi Snapdragon 8 Gen 1 ở trong cái khoảng khắc cái thời điểm này nó khá là nguy hiểm. Cái nhiệt độ phòng bây giờ nó đang gần khoảng là 31 độ rồi. Đấy, rất là lag. Ôi, xuống còn 16 luôn này, khủng khiếp chưa? Mà ở đây các bạn có thể thấy được rằng là nó nóng lên nhiều như thế, hiệu suất nhiều như thế thì rõ ràng cái độ sáng của nó không thật sự là cao. Nó không sáng như là những gì mà Samsung đã quảng cáo được, điều này là chắc chắn rồi. Ngày xưa là Apple chứ còn bây giờ là kể cả Samsung hay là Xiaomi và cũng như là một vài hãng khác nó đều như thế. Ui, lag lắm. Giờ cho những bạn nào mà đang thắc mắc này. Ok, mình sẽ test thử nhiệt độ luôn nhé. 45 độ 6 à. Đây. 46 độ. Mặt lưng này. Mặt lưng là 47 độ à. 47 độ 2 này. Mặt lưng sẽ nóng hơn. Đấy. Cho nhiệt độ phòng là 30,7 độ.
không lên được 60 fps nữa các bạn à. Hầu hết xuyên suốt trong toàn bộ quá trình mình trải nghiệm như thế này thì mình không thấy 60 fps ở đâu cả. Ui dồi à, còn xuống dính này, sợ thật sự. 48.3 này, đấy, trời. Mặt lưng nóng hơn, mặt lưng nóng hơn mặt trước. Mặt trước chỉ tầm khoảng 46 độ thôi. Tối lắm các bạn, cái màn hình nó sáng không nổi nữa mà. Khác biệt lắm các bạn à. Trải nghiệm rất nhiều thiết bị rồi thì mình thấy bây giờ cái sự chênh lệch giữa Snapdragon 8 Gen 1 và Dimensity 9000 nó là một cái khoảng chênh lệch rất lớn ấy. À, hiệu ứng này còn có 16 mười mấy thôi. Thật sự rằng là mình đọc có một vài bạn bảo rằng là mới có 30, 31 độ mà bảo đổ mồ hôi cái thứ này kia rồi thì mình thật sự rất ngưỡng mộ về khả năng chịu nhiệt của bạn ấy. Nói chung là tại vì cái môi trường văn phòng, môi trường làm việc của mình nó luôn luôn dao động ở khoảng 25 độ C. Đấy, cho nên là khi mà đến 30, 31 độ C nó là một cái khoảng nhiệt độ rất là khác biệt. Bye bye. Rồi xong. Chú. Chu chu. Ok này. Rồi, đáp xuống thôi. Đi luôn. Ok, vừa khít. Mặt trước thì nó chỉ tầm khoảng 46 độ thôi, còn mặt sau thì nó sẽ là 48. Đấy, 49. Mình vừa tìm được cái chỗ là 48 độ 7 này. Đấy, 48 độ 9. Đây. Ok, và đó cũng là những gì mà mình muốn gửi đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Nói chung tổng kết lại thì Snapdragon 8 Gen 1 trên Galaxy S22 này mình thấy là nó cho ra một trải nghiệm khá là tệ nhất trong những chiếc máy có con chip Snapdragon 8 Gen 1. Và gần như nếu mà so ngang với lại Dimensity 9000 thì rất khó để mà có thể so sánh được một cách công bằng ở thời điểm hiện tại. Vậy còn các bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.